Dạ, Nam Mô Bích Thái Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sàng Khai Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, cô tu nữ Tham Ma Cha Rí. Kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh và quý Vát Thanh Á cho biết tín hiệu. Con xin kệ của Kinh Pháp Cú số 272. U sa mi ne tu tham ma su khang ho áp thu chát mà sê vi tăng vì khu vi sa sa ma ba đi áp ba tô a sa quát kha yang ô sa mi nét khẩm ma su kha hôn áp thu cha na sê vi chăng vì khu vi sa sa ma ba đi áp ba tô a sa quát kha yang. Ta hưởng an lạc, ta hưởng an ổn lạc, phàm phu chưa được hưởng, tỳ kheo chớ tự tin, khi lậu hoặc chưa diệt, đó là hổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hồ sa mi ne thầm ma su khang á phu thu chát ma se vi tăng bi khu vi sa sa ma ba đi ấp ba tô a xà phát khá văn. Chỉ nhớ học rộng biết nhiều, đầu đạo hạnh hay liều ẩn cư, hoặc do tâm định an như tự cho hưởng phúc khước từ thánh lưu. Sa môn tự mãn tự kiêu, coi chừng tâm trí còn nhiều nhiễm ôi, nhiễm ô. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Như Đức. Và con cảm xin gửi mít lại cho chị Cẩm Vân. Con kính mừng lễ Đức Phật, con kính mừng lễ Giáo Sư, con kính mừng lễ Đức Cha, con kính mừng lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính, cùng chư tăng đức chúng ta ủy cơ tu nữ cùng đến đồng lễ tôn vinh con xin đặt công bằng. Câu Phật tử số 272. Cú sa mi nét thầm ma su khang á phu thu chát ma se vi tăng bi khu vi sa sa ma ba đi áp ba tô a sa quát kha yang. Cú sa mi nét thầm ma su khang á phu
Phật giá ná sơ ni tăng bích khu nít sa sa ma hàm lý ác bát tô a sa lát thái dân ta hưởng an ổn lạc phàm phu chưa được hưởng tùy theo chế tự tinh khi là hoặc chưa diệt những việc là thượng thích minh cao chỉ nhờ học rộng biết nhiều đầu là khổ hạnh hư liều ẩn cư hoặc do tâm định an như tự cho hưởng phúc trước từ thánh lưu sa môn tự nhãn tự tiêu coi chừng tâm trí còn nhiều nhiễm khô bản dịch hòa thượng giới đức và cảnh dân đã ôn bài xong kính mời mình tay của dân vật thân Dạ sa thu sa thu lần thầy xích đà cẩm vân nam mô phật tha ya nam mô tham ma ya nam mô sẵn khà ya kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo đức phật giáo pháp và chư tăng kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ con xin được kể lại bài phim cấp cú số 272. Pūsvāmi ne khamma sukhaṁ āputtuccha na sevitaṁ bhikkhu vissā samapadī appato asavahayaṁ Pūsvāmi ne khamma sukhaṁ Aputtuccha na sevitaṁ bhikkhu vissā samapadī appato asavakkhayaṁ Pūsvāmi ne khamma sukhaṁ Aputtuccha na sevitaṁ bhikkhu vissā samapadī appato asavakkhayaṁ Ta hưởng an ổn lạc, phàm phu chưa được hưởng, tỷ kheo chớ tự tin, khi lậu hoặc chưa diệt, bản dịch của Ngài Minh Châu. Chỉ nhờ học rộng biết nhiều, đầu đà khổ hạnh hay lều ẩn cư, hoặc do tâm định an như, tự cho hưởng phúc khước từ thánh lưu. Sa môn tự mãn tự kiêu, coi chừng tâm trí còn nhiều nhiễm ô. Bản phổ thơ của Ngài Duy Đức. Dạ nam mô Phật Tha Dạ. Con xin được xin mít mời xít sương mai tiếp theo. Dạ cảm ơn Quỳnh Quất Thanh Á. Con sương mai nam mô Phật Tha Dạ, nam mô Tham Ma Dạ, nam mô Sang Kha Dạ. Con kính lễ chư Tôn Đức, con kính lễ chư quý hòa quý cô tu nữ và sương mai kính chào chư quý cận sự. Con xin đọc pháp cú 272. Phú xà mí nét khầm má xú khăn á bú thút chá ná xề quý tăng tiết thú quyết xà xá mà bà đi ấp bát tô à xá quắc khá dằn. Phú xà mí nét khầm má xú khăn á bú thút chá ná xề quý tăng biết khu quyết xà xá mà bà đi ấp bát tô à xá quắc khá dằn. Phù sa mi nay khăm ma su khăn a bu tu cha na se huy tăng bi khu huy sa sa ma ba di áp bát tô a sa wa kha yang phù sa mi nay khăm ma su khăn a bu tu cha na se huy tăng bi khu huy sa ma ma ba di áp bát tô a sa wa kha yang ta hưởng an ổn lạc phàm phu chưa được hưởng tỳ kheo chớ tự tin khi lậu hoặc chưa diệt và bản phổ thơ hoàng thượng Minh Châu chỉ nhờ học rộng biết nhiều đầu đà khổ hạnh hay liều ẩn cư do tự do hoặc do tâm định an như tự cho hưởng phúc khước từ thánh lưu sa môn tự mãn tự kiêu qua chừng tâm trí còn nhiều nhiễm ô và phản phổ thơ hòa thượng Duy Đức và kính mời Ái Minh ạ.
Dạ, sa thứ, chị Phương Mai kính cảm ơn chị. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Mà Dạ, Nam mô Phật Thà Dạ. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng, con kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng, kính lễ quý tu nữ, kính chào quý anh chị. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 272. Pusa minet kham masu kham abutu cha na se vi tang tikhu vit sa samma ba di ap bat to a sa vak kha yang Pusa minet kham masu kham abutu cha na se vi tang thì khu vi sa sa ma ba đi a ba tu a sa wa kha yang ta hưởng an ổn lạc phàm phu chưa hưởng được tùy theo chớ tin khi lậu hoặc chưa diệt bản dịch của hòa thượng Minh Châu phu sa ni nang tham ma su khang a bu thu cha na se vi tang xin thu vista samapadi apatua savanka yang susa mi nekham ma sukham abutu chatna se vi tang xin thu vista samapadi apatua savanka yang chỉ nhờ học rộng biết nhiều đầu đà khổ hạnh hay lều ẩn cư hoặc cho tâm bình an như tự cho hưởng phước thứ từ thánh lưu sa môn tự mãn tự kiêu coi chừng tâm trí còn nhiều nhiễm mô tự thư của hòa thượng Giới Đức. Hay mình trả bài xong rồi mới mời sư phá nha. Alo, alo. Dạ, cảm ơn cô đã từ bên lại chẳng nói được rồi. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Mà Dạ, Nam mô Phật Thà Dạ. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh. Dạ, đức tín cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 272. Phú sa mi nết kham ma su kham á bu thú chá na se vít tăng bít khú vít sa sa ma bá đi áp bá tô a sa quốc khá rằng phú sa mi nết kham ma su kham á bu thú chá na se vít tăng bít khú vít sa sa ma bá đi áp bá tô a sa quốc khá rằng phú sa mi nết kham ma su kham á phú thú chá na se vít tăng bít khú vít sa sa ma bá đi áp bá tô a sa quốc khá rằng ta hưởng an ổn lạc phàm phu chưa được hưởng tỷ kheo chớ tự tin khi lậu hoặc chưa diệt. Đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Mời cô Nhật Huỳnh cầm mic ạ. Nam mô Bụt Thà Dạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn chú Khá, chú Nga. Khá nghe âm thanh Nhật Huỳnh có to không? Nhật Huỳnh dặn to rồi đó, mở to rồi đó, nghe có to không? Dạ, cảm ơn Huỳnh Quá Thanh á. Dạ, cô tu nữ Thâm Má Chá Rí có nghe được âm thanh Nhật Huỳnh không? À, nếu cô nghe được âm thanh Nhật Huỳnh và cô có thể cầm mic thì... mở to lên, dạ, nghe chú Khá này ai cũng nói nhỏ nên Nhật Huỳnh mở to chút. Dạ, nên nếu mà được thì mời bàn tay của cô ạ. Nam mô Bụt Thà Dạ. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Huỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, con xin được ông bài pháp cú kinh số 272. Pusa minet khamma su khang abut thut tanase vi tăng bhikkhu vissa samma ba di ap bato asavat khayang pusa minet kham
ma su khăn a bu thut ca na se vi tăng bịt khu vi sa sam ma ba di áp bát áp bát tờ a sa quát khả dân hu sa ni net khăm ma su khăn a bu thut ca na se vi tăng bịt khu vi sa sam ma ba di áp bát tờ a sa quát khả dân ta hưởng an ổn lạc, phàm phu chưa được hưởng, tỳ kheo chớ tự tin, khi lậu hoặc chưa diệt. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Hù sa ni, hù sa mi nê, thầm ma su khăn, a bô thuốc cha na xê vi tăng, vịt khu vi sa sa ma ba đi, Abhato asavat khayang Usamine khamma sukhang Abhuthuccha na sevitang Bhikkhu vissa samabhadi Abhato asavat khayang. Hù sa mi na khắp ma su khăn a bu thu cha na se vi tăng bịt khu vi sa sa ma ba đi a ba tơ a sa quát kha dân. Chỉ nhờ học rộng biết nhiều, đầu đà khổ hạnh hai liều ẩn cư, hoặc do tâm định an như, tự cho hưởng phúc phước từ thánh lưu, sa môn tự mạng tự kiêu, coi chừng tâm trí còn nhiều nhiễm ô. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và Nhật Quỳnh kính chào người phương Nam. Các trẻ tí dựa vào đạo tràng. Và Nhật Quỳnh kể 3 lần, đọc 3 lần cũng không hề thấy bằng tay của cô. Tu nữ thâm má cha rí giáo kỹ quá. Và con cũng canh cũng sát giờ rồi. Dạ, sa thú lành thai. Con, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Tính đã từ bi hoan hỷ hướng dẫn cho chúng con ôn bài pháp của kinh số 272. Nhật Quỳnh cảm ơn Xuất Khá, cô ấy Minh, Sương Mai, Vinh Quách Thanh Á, cảm ơn Trần Đào đã hoan hỷ lên kệ kinh. Và bây giờ thì đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng câu pháp quốc kinh số 273. Và cảm ơn Quỳnh đã cho bài. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiếng hóa. Con kính nhân mít đến sư. Sa thú lành thai. Nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua phần ôn lại bài cũ, bây giờ chúng ta bắt đầu học bài mới. Đó là câu kệ Pháp Cú Kinh số 273. Như thường lệ, chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần thức nghĩa từ vựng. Hôm nay thì chúng ta học đến phẩm đạo lộ là mất quá gắt gác. Mất gà nát thần ghi cô xếp thô. Mất gà nát thần ghi cô xếp thô. Mất gà nát thần ghi cô xếp thô. Sắc cha năng cha tu rô bát đà. Sắc cha năng cha tu rô bát đà. Sắc cha năng cha tu rô bát đà. Quý ra vô xếp thô thăm ma năng. Quý ra vô xếp thô thăm ma năng. Quý ra vô xếp thô thăm ma năng. Điếp bát đà nành chắc chắc khu mà. 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 Kính thưa quý vị,
mà bài kệ này được bắt đầu bằng một cái cụm từ mắt ga nắp thành ghi cô. Ở đây thì chúng ta phải tách ra, là chúng ta phải tách ra những vị, có nghĩa là mắt ga năng, mắt ga năng trong các đạo lộ. Mắt ga là đạo lộ hay là con đường, do được chia theo sở thuộc cánh số nhiều, thành ra chúng ta lấy cái nghĩa là trong các đạo lộ. Mắt ga năng, mắt ga năng mắt ga năng mắt ga năng mắt ga năng trong các đạo lộ. Ác thần ý cô, ác thần ý cô có nghĩa là tám chi phần hay là tám ngành. Đây là một cái học từ. Ác thá có nghĩa là tám, ăn với cá có nghĩa là ngành hay là chi phần. Thành ra hai cái danh từ này được hợp lại chia theo chủ cách số ít trở thành ác thần ghi cô, tám chi phần hay là tám ngành. Xếp thô, xếp thô có nghĩa là thẳng hay là cao thượng. Xếp thô có nghĩa là thù thắng hay là cao thượng. Xếp thô sắc cha năng, sắc cha năng có nghĩa là chân lý, nhưng mà do được chia theo sở thuộc cách số nhiều thì trong các chân lý, trong các chân lý nó xuất phát từ sắc chát, danh từ sắc chát trung tánh được chia theo sở thuộc cách số nhiều, thành ra trở thành sắc cha năng trong các chân lý. Chaturo, chaturo danh từ số điểm, chaturo có nghĩa là bốn, bốn, chaturo bốn. Bada, bada danh từ bada được chia theo chủ cách số nhiều trở thành bada, bada có nghĩa là câu. Bada có nghĩa là câu, câu cú. Và là quý ra vô, quý ra vô có nghĩa là ly tham ái hay là lìa tham ái. Quý ra vô, ly tham ái hay là lìa tham ái. Xếp thô chúng ta đã biết rồi, thù thắng cao thượng. Tham ma năng, tham ma năng có nghĩa là trong các pháp. Tham ma năng trong các pháp, danh từ tham ma nam tánh được chia theo sở thuộc cách số nhiều trở thành tham ma năng, tham ma năng trong các pháp. Diệp bát năng chát có nghĩa là diệp bát năng, diệp bát năng, diệp Đi bát đa năng, đi bát đa năng có nghĩa là trong các loài hai chân. Đi bát bát, đi bát đa năng chát có nghĩa là đi bát đa năng cộng với chát. Đi bát đa năng là có nghĩa là trong các loài hai chân, trong các loài hai chân. Chát có nghĩa là và. Chắc khu ma, bậc hữu nhãn, bậc hữu nhãn có nghĩa là Đức Phật. Khu ma, bậc hữu nhãn. Rồi, vậy thì chúng ta đã hoàn thành được phần từ vựng rồi. Mắt ga nát thành đi cô xếp thô, sắc cha năng, chá túc rô bạc đà, quyết ra vô xếp thô thầm ma năng,
Ibadda nành chát chắc khu ma, có nghĩa là tám chánh đường thù thắng, bốn câu lý thù thắng, ly tham pháp thù thắng, giữa các loài hai chân pháp nhãn người thù thắng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cảm ơn Phật tử Ái Minh đã hỗ trợ phần web bài lệnh màn hình cho các vị Phật tử tiện bề theo dõi. Giờ đây thì một lần nữa xin thành kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng và kính chào đại chúng ở trong rung. Chúng tôi chưa thấy Thượng Tọa Tuệ Quyền vào. Đã thấy Thượng Tọa Tuệ Quyền online rồi. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Tuệ Quyền đã vừa quan lâm một rung. Bây giờ thì xin mời vị Phật tử có trách nhiệm hãy thỉnh Thượng Tọa giảng sư, đó là Thượng Tọa Tuệ Quyền, để thuyết giảng viên sự và ý nghĩa của câu kệ Pháp Cú Kinh số 273. Xin trân trọng kính mời Phật tử Nhật Quỳnh. Sa thủ đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Tích đã từ bi hoan hỷ chiết nghĩa từ vựng câu Pháp Cú Kinh số 273. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Quyền vừa quang lâm vào đạo tràng. Sư có nghe được âm thanh của con không bạch sư? Nếu sư nghe được âm thanh con, sư cho con xin một tín hiệu ạ. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con được học duyên sự và ý nghĩa câu Pháp Cú Kinh số 273. Sa thủ lành thai. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiếng vạn. Con kính dâng bích đến sư. Nam mô Bụt Thầy và Nam mô Tham Ma và Nam mô Sang Khai với giờ thưa đại chúng được nghe rõ không ? Cảm ơn Phật tử Quá Thanh Á, cảm ơn Tòa Minh Hạnh. Kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ đến Tòa Minh Hạnh để Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trung rung. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử và xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Pakkawa Puthang Pakkawantang Apiwa Demiswa Khato Pakkawata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Pakkawato Sawakasangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng giờ đến Chư Tôn Đức Tăng quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta đã đi qua tới câu Pháp Cú 273. Hình như nửa đồng đường, 423 câu, 273 là chừng nửa đồng đường rồi đó. Hôm nay thì cái phẩm đầu tiên là phẩm Mắt Cái Quốc Giá, tức là chúng ta gọi là cái phẩm phẩm đạo hay là phẩm đạo lộ. Có thể nói rằng cái câu Kinh Pháp Cú này đã thể hiện một cách rõ nét trên cái ý nghĩa giáo điển mà Đức Phật đã tuyên thuyết từ khi dưới cội Bồ Đề cho đến khi nhập Niết Bàn, cũng xoay quanh cái giá trị này. Bởi vì sao vậy? Cái duyên sự này liên hệ đến 500 vị tỳ kheo. Cái 500 vị tỳ kheo đi khi mà Đức Phật ở tại Kỳ Viên, đi đường thì thấy cái đường này nó bằng phẳng, cái đường kia nó gồ ghề, cái đường này nó sỏi đá, cái đường kia nó im, nó không có gồ ghề, nó không có lõm chõm, nó không có ổ gà, vân vân. Các vị ngồi cứ bàn lung tung và Đức Phật phải hỏi các ngươi nói cái gì đó. Và chúng con đang nói về các cái con đường của các cái ngõ làng mà có chỗ thì nó bằng phẳng, có chỗ thì nó lồi lõm, có chỗ thì nó ổ gà, có chỗ nó vân vân. Và các thầy tỳ kheo nói như vậy thì Đức Phật ngày mới dạy này các tỳ kheo, những con đường đó chẳng đáng cho các chúng ta phải quan tâm. Một vị tỳ kheo phải đi theo con đường bạc thánh, chỉ như thế mới có thể thoát khỏi mọi cái khổ đau. Còn tất cả con đường đó nó không phải là con đường để đưa đến cái khổ đau. Thì Đức Phật ngài nói, kính thưa quý vị, ngài nói bốn câu Pháp Cú liên tục. Thứ nhất, bát chánh đường thù thắng, tứ đế lý thù thắng, ly tham lý thù thắng, giữa các loài hai chân pháp nhãn người thù thắng. Rồi đường này không đường khác đưa đến
đi đến kiến thanh tịnh. Nếu người theo đường này, ma quân sẽ mê loạn. Rồi câu tiếp nữa, nếu người theo đường này, đau khổ được đoạn tận tai chạy. Người con đường này với trí gai chứng diệt. Và câu cuối cùng, người hãy nhiệt tình làm Như Lai chỉ thuyết dạy, người hành trì thiền định thoát trói buộc ác ma. Dạ, thì hôm nay chúng tôi giảng cái câu Phật cú số 273. Kính thưa toàn thể quý vị, trong các con đường gọi là bát chánh đạo, con đường chánh giác đưa chúng sinh vượt thoát bờ mê mà chúng ta thường được nghe, thường được đọc. Tại sao nói bát chánh đạo? Tu tập phải dựa trên bát chánh đạo. Mà bát chánh đạo đó chính là cái gì? Là con đường để dẫn dắt chúng sinh. Chính là cái gì? Bát chánh đường thù thắng đó. Cái đường thù thắng không có một con đường nào khác đưa đến sự chấm dứt sầu bi khổ não. Ta nói đó là bát chánh đạo, như là dấu chân voi. Dạ, lớn nhất, đúng nhất đó chính là thể hiện cho bát chánh đạo. Thì cũng vậy, tại sao mà nói rằng bát chánh đạo? Bởi vì ở đó tượng trưng cho cái gì? Chánh kiến, chánh tư duy là tuệ Phật. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là giới Phật. Chánh niệm, chánh tinh, chánh định là tuệ Phật. Thì giá trị của tuệ Phật đó là giá trị mà chúng ta cần phải hiểu, chúng ta cần phải biết. Nếu hiểu biết được như thế thì chúng ta rất là an vui, rất là tốt đẹp. Đây là một vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu. Trong cuộc đời này rất là nhiều con đường, rất là nhiều đạo, rất là nhiều điều mà người ta cho rằng phải đi con đường này, phải đi con đường nọ, tất cả là sai lệch hết. Rồi có một số người ta cho niệm Phật thì người ta thoát khổ. Thì niệm Phật chỉ là một con đường đưa đến sanh về cõi trời, hay là cái cao nhất, tức là chỉ là chứng đắc định thôi, chứng đắc thiền chứ không có chấm dứt đau khổ. Rồi người ta chỉ dạy cái phương cách tu như thế này, phương cách tu thế nọ, nhưng quả thật không có ai, ít có ai chỉ con đường lý thù thắng này, từ con đường bạc chánh. Nói như vậy để chúng ta phải có một sự suy nghĩ rõ ràng. Rồi, tại sao bát chánh đạo lấy cái gì? Cái chánh kiến, chánh tư duy đi đâu? Tại sao nói rằng giới năng sanh định, năng sanh tuệ trong tam học gọi là giới định tuệ? Chư Phật tử trả lời cho chúng tôi, thử quý vị thử nghĩ trong tâm coi. Bây giờ bát chánh đạo thì chánh kiến, chánh tư duy là thuộc về tuệ Phật, nhớ nha. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm. Xin lỗi, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là giới Phật. Và chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định là định Phật. Tức là cái trí tuệ rồi tới giới và tới định. Tại sao như vậy? Mà ở đây nếu chúng ta nói rằng có giới được thanh tịnh, được trong sạch, cái giới được trong sạch thì định sanh, mà định sanh thì tuệ sanh. Rồi tại sao ngược lại chánh kiến nó lại khác? Chánh kiến thì nó lại khác em xin lỗi, bát chánh đạo thì lại khác, lại là tuệ đi đâu? Đã của mình viết dùng cho chánh kiến, chánh tư duy về tuệ Phật. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới Phật. Và chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn thuộc về định Phật. Trước nhất chúng ta phải hiểu con đường bát chánh này cần phải được hiểu biết. Mà con đường bát chánh cần phải hiểu đức dựa trên tuệ, dựa trên trí tuệ. Đó chính là chánh kiến. Hiểu biết rõ về cái gì? Hiểu biết rõ về nhân quả, hiểu biết rõ về tử đế, hiểu biết rõ về ngũ quấn, hiểu biết rõ về thập nhị duyên khởi, tức là 12 xứ, 18 giới và 4 đế. Đế là nói về 4 đế. Hiểu một cách tường tận, tức là về cái lý. Người ấy phải thấy như thật thấy. Các pháp hữu vi là vô thường, các pháp hữu vi là khổ não, các pháp hữu vi, các pháp là vô ngã. Thì ở đây chính cái giá trị như thật thấy đó, đó là tri kiến như thật. Đó chính ở đây nói về chánh kiến. Mà
có thấy đúng thì mới tư duy đúng, tức là dục các cái dục tư duy được hướng tâm đúng đắn. Sân tầm, dục tầm, sân tầm, hại tầm, nó tìm đúng đắn. Khi hiểu đúng đắn, thấy đúng đắn và suy nghĩ tìm kiếm đúng đắn thì cái gì là chúng ta phải thực hiện? Phải có giới. Ngay khi đó mới đi vào giới thì chúng ta mới có cái gì? Ngữ nghiệp mạng, tức là chúng ta tam nghiệp, nói chung tam nghiệp chúng ta phải khắc trừ. Mà khi tam nghiệp khắc trừ thì thế là định mới sanh khởi. Ở đây nói về cái chiều của cái gì? Của bậc chánh đạo. Cái sự tu tập là phải như thế, chứ phải là tự nhiên mình tu một cái coi như là thọt nhiên ngộ đạo thình lình đắc thành Phật quả vô sanh niết bàn, coi như cái đùng cái tự nhiên cái chứng đắc. Hay là thấy một áng mây bay, rồi một cành lá rụng, rồi một cái sự hiện thiện trên cuộc đời nó vô thường, cái tự nhiên chứng đắc theo ở trong những cái câu chuyện mà chúng ta đọc trong kinh văn. Là ở đó là các vị đó người ta đã tu tập vô lượng kiếp rồi. Hay là ở trong các cái khi mà thiền đốn ngộ đó, người ta nói như vậy để chi? Chẳng qua để phá cái chấp. Còn vấn đề phải nói nếu mà được ngộ được chứng thì nó phải là có một sự tu tập bề dày của tạo thành pháp độ. Còn rồi, cái đó là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai, tại sao nó giới định tuệ? Ở đây là cái lý cần phải hiểu như vậy. Cái con đường anh cần phải biết cái con đường đi nó như vậy. Nhưng khi bắt đầu chúng ta thực hiện vô con đường đi, chúng ta phải hiểu biết được đường đi nó là như thế. Chỗ này là đi đường nào nguy hiểm, đường nào không nguy hiểm, và đường nào đi đúng đắn, và đường nào đi nó sẽ được tốt đẹp. Và khi chúng ta bắt đầu đi thì tam nghiệp chúng ta phải vững vàng, tam nghiệp chúng ta phải thanh tịnh. Thì cái tam nghiệp chúng ta phải thanh tịnh đó, tức là tượng trưng cho giới đó. Giới là gì? Để mục đích tức là một cái hàng rào, một cái biên cương để làm cho không để tam nghiệp mình, những ác pháp chưa sanh không cho nó sanh, những ác pháp đã sanh chúng ta diệt trừ nó, và quân tập phát triển những thiện pháp chưa sanh cho nó sanh, và những thiện pháp đã sanh chúng ta nuôi dưỡng và bảo trì đó. Đây là cái giá trị của giới. Và khi đó đó, cái này tam nghiệp này phải được tốt đẹp thì lúc đó cái hàng, khi chúng ta bước ra đi thì cái hàng rào của giới nó là đầu tiên. Do cái gì? Do chúng ta được hiểu biết một cách chính chắn. Và từ chỗ hiểu biết chính chắn như vậy thì cái giới chúng ta nó mới thuộc về giới Phật. Chúng ta nhớ rõ nha, nó thuộc về cái giới Phật. Thì giới Phật hay giới vô giới học. Rồi. Ngay khi đó tốt đẹp vô tam nghiệp thì lúc đó tâm nó thanh tịnh, tâm nó vắng lặng, thế là định sanh. Khi mà định sanh trên tinh thần tu tập về thiền tuệ, lấy trí tuệ làm nền tảng bằng cách niệm, bằng cách lấy chánh niệm và dùng trí tuệ, tức là sammacchaya tỉnh giác. Nghe chỗ này nó bắt đầu mới vào được. Làm lấy cái giới phần đã được cải vững chắc, cái định này là một nhịp cầu để cho tuệ. Khi tam nghiệp được vững vàng và tâm không có bị phóng dật, không lao chao, hay nói một cách vững chắc hơn, tức là niệm cứng cỏi và tốt đẹp, thì ngay khi đó tuệ mới sanh. Cho nên Đức Phật ngài khẳng định bát chánh là con đường thù thắng. Tại sao là thù thắng? Chỉ có con đường này mới đưa đến sự chấm dứt sầu bi khổ não. Bây giờ chúng ta nắm một cái sơ đồ, một cái đường đi. Nó rối bời, rối bù, nhưng điều cái GPS nó chỉ cho chúng ta đi, phải đi con đường này, phải đi con đường này. Thì cũng vậy đó, phải có cái chánh kiến chỉ cho chúng ta. Nhưng khi chúng ta bước vào đi thì không phải là từ cái điểm A này có con đường nó rất là xa, nhưng điều chúng ta phải đề ba từ chỗ nào, và chúng ta dừng chỗ nào, và chúng ta tiếp tục đi chỗ nào, đường nào đường quẹo. Đây là phải chỉ đúng. Thì như thế nào? Thì trước nhất là cái bát chánh này nó như một cái quả đồ, một con chúng ta gọi là cái GPS đó, cái dẫn đường nó một cách rõ ràng. Và khi chúng ta lái xe vào đường đó, chúng ta phải đi đúng đường. Thì cũng như thế đó, khi mà xe nó đã vào con đường đó thì lúc đó
là xe đó phải chấp hành cái gì, đi đúng cái luật của đường bộ, hoặc là chúng ta không thể nào mà chúng ta muốn chạy đường nào chạy, chúng ta muốn nhanh lúc nào thì chúng ta nhanh được, chúng ta muốn bóp kẹt, chúng ta muốn thắng muốn dừng như thế nào cũng được, mà nó phải đúng đúng cái đúng lúc đúng chỗ đường phép thì nó phải đi vô một cái guồng, tức cái gì phải có giới, có định, có tuệ, một cách vững chắc rõ ràng, và như vậy mới thành tựu. Cũng vậy, con đường này là con đường chắc chắn và không thể nào mà có thể vượt qua được. Cái thứ hai, cái tuệ đó, xin lỗi, cái bát chánh đó nó rất là quan trọng. Bởi vì con đường cao thượng, con đường của chư thánh hiền tăng đã đi qua, cho nên chúng ta gọi là giới vô lậu học, định vô lậu học và tuệ vô lậu học. Tức là ba con đường này hay là tám con đường này, ba cái giới bước này, tức là giới định tuệ này, hoặc là ba tám cái học phận này đã được chư hiền thánh tăng các ngài thành tựu, các ngài đã kinh qua, đã chứng đắc, cho nên gọi là giới mà vô lậu học, định vô lậu học và tuệ vô lậu học. Còn giới học, định học, tuệ học bình thường được những con người đang cầu đang tìm. Yeah. Đó là một cái lý thứ nhất, và cuối cùng xin lỗi, cái lý thứ hai, lý tứ đế thù thắng, tứ đế lý thù thắng. Chúng tôi không hiểu sao tôi có những bộ kinh nó lại cho rằng bát chánh đạo tứ đế đó là lý của tiểu thừa, của người hạ căn hạ cốt. Kính thưa quý vị, những người nói như vậy chúng tôi không hiểu hay là cái gì mà nói rất là lạ. Cái lý đó được Đức Phật nghe, họ giác ngộ cái gì? Phật giác ngộ cái gì vậy quý vị? Phật là gì? Phật là bậc giác ngộ, chữ bút thác, từ cái căn bút. Phật là bậc giác ngộ, nhưng ngài giác ngộ cái gì? Ngài giác ngộ được, hỏi ngài giác ngộ là gì? Ngài giác ngộ ngài thành Phật hết. Hỏi giác ngộ là sao? Giác ngộ tức là hiểu biết được cái con đường, và ngài thành tựu, trả lời chung chung. Hay hoặc là bởi vì ngài biết được cuộc đời sinh tử đau khổ, và thế là ngài tạo nhiều công đức, và thế là thành Phật. Hiểu như đó thôi. Ủa vậy đó hả? Bây giờ quý Phật tử nào có thể báo cho chúng tôi ở trên mạng thử coi Đức Phật giác ngộ cái gì vậy quý vị? Đức Phật giác ngộ cái gì? Mô Phật cảm ơn tự bất thành á. Phật chỉ giác ngộ lý tứ đế. Chúng ta coi tứ đế nó khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Rồi bốn cái này nghe trình bày với ở gì? Biết là khổ, biết là nguyên nhân sinh khổ, biết sự chấm dứt khổ, và biết con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Nghe dễ dàng quá. Có cái gì gọi là gây góp đâu, có phải gì không? Ai cũng biết rằng là sinh ra bây giờ già lụm, sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, dĩ nhiên già rồi chúng ta lụm cũng mắt mờ tay điếc, bệnh chúng ta cảm thấy đau đớn thân xác này. Kính thưa quý vị, ở trong kinh Phật dạy là đúc khăn parinyai văn, đúc khăn samudaya sacchang parinyai văn, khổ đế cần phải được biến tri, cần phải được hiểu biết. Mà hiểu biết sao? Cái sự hiểu biết của chúng sinh nó hiểu biết bằng cách tức là bình thường, còn cái nhìn của con người chứng đắc sợ hãi sanh tử khổ đau, bởi vì chính tại sao chúng ta khổ, bởi vì còn hiện hữu, còn thân ngũ uẩn này trên cuộc đời, cho nên chúng ta phải khổ. Và như vậy, nhờ như vậy người ta sợ cái luân hồi, chứ không phải là sợ cái khổ. Mà sợ cái gì? Chính vì tại sao chúng ta đau nhức, tại sao chúng ta già, tại sao chúng ta bệnh, tại sao chúng ta chết. Gọi là cha tí bí đúc kha, gia tí bí đúc khăn, mấy là năm bị đúc khăn. Số cấp bất đi đều đúc đô bà nát sư ba gia sa. Tức là sẵn là khổ, già là khổ, sầu bi khổ não, tức là thương với sai ghét phải gần, là khổ, tất cả vân vân, cầu không được là khổ, tất cả. Nói chung là tám cái ngọn gió đời. Thì ở đây tất cả niềm đau nỗi khổ gì đều cái đó chúng sinh hiểu bằng cách
Kính thưa đại chúng, hiểu bằng cách tức cái gì? Cái khổ nó đang ngự trị trong tâm mình, bằng cái cảm thọ đau đớn, bằng cái cảm thọ khó chịu. Nhưng điều khi mà cảm thọ lạc thì họ không có nhớ cái gì hết. Còn cái người tu tập, cái người hiểu biết được, mà như chúng ta thấy Đức Phật thời xưa sống trong trong ngông lụa im ái, Ngài bỏ tất cả. Có một con người đã bỏ tất cả để làm gì? Để hiểu biết được cuộc đời nó là như vậy. Từ trong cái lạc mà bỏ kìa, chứ phải là từ trong cái khổ. Từ trong cái lạc mà đã thấy sợ, từ trong cái lạc mà đã thấy khiếp hãi, khiếp và kinh hãi. Và từ chỗ đó Ngài bỏ luôn cái sợ cái khổ, mà sợ luôn cả cái lạc. Chứ còn tâm phàm phu chúng sinh mình là sợ khổ mà tìm lạc, sợ khổ mà tìm lạc. Vì vậy cho nên bây giờ đau đớn nhất, khổ buồn, và than trời trách đất. Cái sự hiểu biết dẫu cho mà chúng ta hiểu luôn, mà nhưng chúng ta không có hiểu bằng cách tức là cái gì? Bằng cách khước từ, bằng cách nhàm chán, bằng cách xả ly, bằng cách sợ hãi. Rồi cái tâm sợ hãi, tâm nhàm chán đó nó khởi sinh lên chỉ trong một thời gian ngắn. Rồi sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, cái lạc nó xuất hiện, nó xoay quanh ta, chúng ta quên hết, quên đi cả lối về. Thì đây chính là chúng ta chưa hiểu về cái khổ ba đi nghe giác. Rồi tập đấy là cái gì? Là nguyên nhân sanh khổ cần phải được diệt trừ. Đây chính là nhân của quá khứ tạo cho quả hiện tại, từ quả hiện tại này tạo cho tương lai. Đó chính là vô minh, ái, hữu. Ở đây chính vô minh ái hữu này nó tạo tác cho tất cả chúng ta. Mà đặc biệt tức là tập đế này chính là tham ái khởi sanh. Mà tham khởi ái khởi sanh là nguồn cơn cho tất cả những niềm đau nỗi khổ, từ quá khứ cho tới ngày hôm nay và cho tới ngàn sau, nếu như chúng ta còn ái ngự trị, còn ái ở trong tâm ta. Cái này quý vị phải nhớ rõ như vậy. Và chúng ta khi mà ái khởi sanh lên, chúng ta không biết dừng lại, mà chúng ta không biết đoạn trừ, hay chúng ta không biết coi như là tránh né nó, là chắc chắn cái khổ đau chúng ta phải chịu. Trong tập dị duyên khởi chúng ta thấy rất là tuyệt vời. À bây giờ cái gì là, kính thưa đại chúng, cái gì là, như đã nói là cái tham ái là nguyên nhân gốc dẫn khổ đau phải không? Rồi vì chúng tôi sơ lược lại cho chú gì nghe. Do vô minh ha, do vô minh mà nó dẫn dắt hành. Hành ở đây chính là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành, khởi lên cho chúng ta làm các việc thiện, các việc ác. Ngay cả việc sanh về các cõi thiên thì cũng là do vô minh. Nếu hiểu biết Phật pháp một cách đúng đắn, chính chắn là nó như thế. Là do cái gì? Do cái vô minh nó làm nhân làm duyên mà chúng ta phải khổ đau, chúng ta phải sanh tử. Nhưng chúng ta có hiểu được cái điều đó không? Dạ. Chính là do cái đó cho nên nó dẫn dắt chúng ta làm các việc thiện, làm các việc ác là chắc rồi. Ngay cả các việc thiện cũng luôn cũng như thế, sanh về cõi trời, sanh về các cái cõi thiền, vân vân. Dầu cho là cõi thiền cao nhất thì kính thưa quý vị, ở đó cũng chính là, có thể nói là cũng chính là cái cõi mà còn sanh tử, còn đau khổ, nếu hiểu trên tinh thần của Phật đạo. Tức là hành đó, phi phúc hành và bất đồng hành. Ở đây nói về bất đồng hành là các cõi thiền đó. Dạ. Thì các cõi thiền này cũng vẫn còn bị sanh tử khổ đau, dầu cho là nê quá sanh nha, nay sanh nha. Tức là cái chỗ cái cõi đó mà nó dẫn dắt chúng ta đi. Từ cái chỗ hành này nó duyên cho thức, thức này nó thức quả tái tục của cõi ngũ quẩn, của cõi tứ danh quẩn, của cõi vô sắc, vân vân, của cõi vô tưởng, nó cả thải luôn. Rồi 32 quả thức tái tục, nó duyên cho gì? Thức duyên cho danh sắc ở cõi ngũ quẩn, hoặc là duyên thức duyên cho danh mà không duyên cho sắc, thức duyên cho sắc mà không duyên cho danh. Chúng tôi nói cái này nó hơi lý, nó sâu vô cái vấn đề người cõi nữa. Dạ. Rồi từ cái thức này duyên cho danh sắc này nó khởi cái gì? Khi có danh sắc thì có cái gì? Có sáu căn hay là sáu con đường dẫn, tức chúng ta gọi là lục nhập đó. Chính vì lục nhập đó mới duyên cho cái gì? Nó có xúc,
Chính vì có 6 con đường, có 6 cái căn, thì nó có 6 cái gì? Cái cảnh xuất hiện. Và khi cảnh xuất hiện có thức thì xuất khởi sanh. Như con mắt quý vị đang nhìn vào màn hình, thấy màu trắng, màu xanh lá cây, màu xanh da trời và màu đỏ, màu đen, vân vân. Cái đó là trước nhất là nhãn xúc có mặt. Mà tại sao như vậy? Bởi vì có cảnh sắc màu, màu trắng, màu xanh, màu đỏ và có cái nhãn căn. Thì nhãn căn ở đây tức là lục nhập đó, tức là nhãn nhập. Hay là nhãn, hay là nhãn căn hay nhãn nhập đó, nó dẫn bắt đầu có cảnh chúng ta thấy. Và nhãn xúc mới được nhãn xúc thôi, à thấy cái này màu đỏ, thấy cái này màu xanh, màu trắng, màu vàng. Và từ đó màu xanh, màu trắng, màu vàng nó đưa qua cái gì? Xúc duyên cho thọ. Lục xúc này duyên cho lục thọ, lục nhập duyên cho lục xúc, lục xúc duyên cho lục thọ. Chúng ta nhớ rõ nha. Ở đây lục thọ tức là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, ý suy nghĩ. Thì ở đó chính nó xúc rồi thì nó có cảm thọ vui buồn hoặc không vui không buồn. Hãy mà vui thì ái khởi sanh, mà buồn thì coi như là thọ, thọ khổ, thọ u. Mà khi thọ khởi sanh, thọ lạc, thọ ái, tức là thọ hỷ mà chúng ta vừa làm cái khi khởi lạc thì cái gì? Lúc đó tức là lục ái nó sanh khởi. Chúng ta vừa làm cái khi khởi lạc với sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc này. Và như thế thì thủ nó cũng giữ luôn, chấp gìn giữ 6 cái gì cũng lục thủ nó khởi sanh. Khi giữ những điều sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc này, nó phải vô thường. Cái mà tâm vừa lòng cái thể ra lạc do tâm tham đó. Cái tâm tham là tâm dính mắt, tâm tham là tâm thọ hưởng cảnh, tâm vừa lòng với cảnh và nó khoái lạc với cảnh. Mà khi đó thì chấp thủ khởi sanh, tức là lục thủ này khởi sanh. Mà khởi sanh như thế, tất cả pháp hữu vi nó vô thường. Sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc nó không trường tồn, nó không tốt đẹp. Và thế là kính thưa quý vị, mất thì cái gì chúng ta muốn có, mất đi thì chúng ta muốn có. Ngay cả mạng sống này mất đi, chúng ta buồn và chúng ta tham sống, chúng ta sợ chết. Sở dĩ mà chúng ta sợ chết chỉ một nguyên nhân thôi, bởi vì chúng ta tham sống, muốn sống cho có sống. Thế là cái gì? Kính thưa quý vị, thế là ở đây chúng ta thấy lưu ý, thế là cái gì? Sanh hữu và nghiệp hữu xuất hiện, tức là dẫn dắt đưa tay sanh, muốn sống cho mày sống được, cho mày sống tiếp tục nữa. Và lúc đó nghiệp, tức là sanh hữu và nghiệp hữu, hữu ở đây đó nó dẫn dắt một con đường đi tiếp. Và thế là hữu duyên cho cái gì? Cho sanh, bắt đầu khởi đầu một kiếp sống được tiếp nối bởi cái gì? Bởi cái tâm tử và cái tâm tục sinh. Cái tâm tử này do cái gì? Do còn ước muốn, do còn muốn sống, muốn thụ hưởng tiếp tục nữa, thì nó dẫn dắt. Bởi cho nên Đức Phật nói cắt đứt sanh hữu là ở đây hữu chấm dứt, tức là sanh hữu không còn thì thời, sanh hữu không còn thì thời không có sanh già chết sầu bi khổ não. Đó, sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc đã làm, sau đời sống này không còn đời sống sau, không còn đời sống sau, có nghĩa là cắt ngay cái hữu này, là cái sanh hữu, cái nghiệp hữu không có mặt. Đó đó quý vị, tức là vô minh ái hữu. Thì chính vì những cái đường này nó dẫn dắt chúng ta đi, và khi không có cái đó thì chúng ta đâu có đau khổ. Thì ở đây cái tập khởi chính vì muốn sống, đó chính là tham ái. Dẫu cho ước muốn sinh về các cõi thiền sắc giới, cõi thiền vô sắc giới, vân vân, đó chỉ cũng là ước muốn của sanh hữu, còn nằm trong giới bức của tam giới. Cho nên chúng sinh phải bị patikshmabado và tham mô, tức là phải bị liên quan, phải bị luân hồi, phải bị trở lại, phải bị tương sinh của nó. Hãy mà hữu còn thì sanh có mặt, mà sanh có mặt thì già chết sầu bi khổ nào có mặt, thì tiếp tục vô minh. Nó là một hành trình mà chúng ta gọi là cái này có mặt thì cái kia có mặt, mà cái này chấm dứt thì cái kia chấm dứt. Thì ở đây Đức Phật ngài nói rằng tập đế là cái nguyên nhân dẫn dắt đến cái sự đau khổ. Nguyên nhân dẫn dắt đến cái sự đau khổ chính là ngay cái chỗ mà chúng ta tham ái đó, chúng ta chấp thủ, chúng ta cắt đứt, không có chấp thủ nữa, thì thời hữu nó không sanh, tức không ước muốn nữa. Không ước muốn ở đây quan trọng lắm. Không ước muốn ngay cho cái hữu là phá vô bách trì à, mà phá vô bách trì à, cha thiết
Chính vì có cái hữu này nó duyên cho cái sanh. Mà bây giờ không còn cái hữu thì sanh không có. Hay vô minh có mặt thì không có minh, mà vô minh, tức là minh có mặt thì vô minh không có mặt, mà vô minh không có mặt thì hành không có mặt, tức danh sắc lục nhập xúc thọ ái tưởng hữu không có mặt. Cái này chấm dứt thì cái kia chấm dứt, mà cái này có mặt thì cái kia có mặt. Dạ. Và Đức Phật cũng trình bày cái lý mà chấm dứt cái sanh tử khổ đau, một trạng thái tịch tịnh vắng lặng, do không, do cái gì? Do ái được chặn, do cái nhân đau khổ đã được chặn, đã diệt trừ, thì chúng ta sẽ cái gì? Sẽ thành tựu được cái sự tịch tịnh, cái sự vắng lặng, cái phiền não. Bởi vì ngày nào mà chúng sinh còn ước muốn, còn chấp hữu, thì ngày đó chúng sinh phải còn sanh tử lăn trôi đau khổ. Và khi nào không có cái đó thì cái trạng thái tịch tịnh vắng lặng có mặt. Và ngài nói, và ngài nói cái lý hết sức tuyệt vời, trình bày sự khổ, cái nguyên nhân sanh khổ, cái sự chấm dứt cái đau khổ. Và ngài đã trình bày cái lý thứ tư đặc biệt vô cùng, chính là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Ở đây có nghĩa rằng khổ đế phải được cái gì? Được biến tri. Tập đế phải được diệt trừ. Tập đế phải được diệt trừ, diệt đế phải được thành tựu, và đạo đế phải được tu tập. Mà đạo đế đây tức là gì? Tức là bát thánh đạo, con đường chánh giác đưa chúng sinh một tốt bộ mê. Kính thưa quý vị, có thể nói từ buổi đầu tiên khi mà Đức Phật ngài bắt đầu tham chắc cấp của Quát Ta Na, tức là vận chuyển bánh xe pháp Luân Vương ở Lường Nai, cho tới là cái bài pháp gọi là Parinibbana Sutta, tức là cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn Kinh, hay là những lời giáo huấn cuối cùng Yo Vamayanamachiya, tức là để các thầy tỳ kheo, các pháp hữu vi là vô thường, các pháp hữu vi là vô thường, hỡi này các vị tỳ kheo nhớ lời tối hậu lo âu phận mình, hữu vi là pháp cấu sanh vô thường, biết đâu mình huệ tiêu Như Lai căn nhận một điều, ráng lo tu tập chẳng nhiều dễ vui. Thì tất cả hình trạng mà từ khi mà ngài thuyết giảng cho tới cuối cùng đều dựa trên trình tự, đều dựa trên bát chánh đạo. Bát chánh đạo ở đây nó nói cái gì? Là trình bày về cái sự khổ và trình bày về cái sự chấm dứt khổ. Hay cái tứ đế lần đầu tiên ngài thuyết về bát chánh đạo và tứ đế, cho nên cuối cùng ngài cũng nói về bát chánh đạo và tứ đế, nói đến cái sự khổ và nói đến cái sự chấm dứt khổ trong 45 năm hoằng pháp. Chúng ta thấy cái sự tuyệt vời ở trong Phật pháp, cái lý Phật pháp như chỗ này. Cho nên bây giờ chúng ta nói rằng là cứ như là theo một số kinh sách đó thôi, thật chúng ta ăn cơm dưới đất và nói chuyện trên trời không? Nói tức là chúng ta phải tu cái này mới là cao cả, cái này mới là đại thừa, cái này mới Bồ Tát vân vân. Nhưng sự thật ra Đức Phật ngài tu ngài giác ngộ bằng tứ đế đó. Vậy thì Đức Phật ngài tiểu thừa hơn những người tu đại thừa, bởi vì ngài giác ngộ cái lý tứ đế. Và ngài đem ra giáo hóa chúng sinh cũng lý tứ đế, chỉ là sự khổ và sự diệt khổ. Chúng tôi nói như vậy, chúng tôi không có đả phá đối với cái đạo giáo nào cả, nhưng chúng tôi phân tích cho quý vị nghe một cái lý. Cho cái người hạ căn, độn căn và tiểu căn gì đó, và cái người có như là duyên giác Bồ Tát và thinh văn vân vân, thì nói chung tất cả những cái điều mà chúng ta chê khen nhiều, cái đó là sai. Vô tình cái lời chính lời Phật thuyết mà chúng ta không chấp nhận, mà chúng ta lại đi tầm cầu những cái chuyện gì nó xa vời và nó phiền quá. Đức Phật ngài vào đời nói những gì trực thuộc của cuộc đời, những gì niềm đau nỗi khổ của chúng ta được phơi bày, và từ chỗ đó biết sợ hãi, biết nhàm chán, biết xả ly, mà chúng ta biết tu tập. Dạ. Chứ không phải là nói để cho chúng ta đã cái tai, nói để chúng ta thể hiện con người mình chắc tu tập tốt lắm à, nhưng sự thật ra mình không có được tốt đẹp như cái ý mà chúng ta muốn. Thì đây là cái điều mà hết sức là quan trọng, mà người Phật tử cần phải có một cái sự hiểu biết một cách tường tận, một cách chính xác như vậy. Cái pháp thứ ba là cái đây chúng ta biết giữa các lầu hai chân pháp nhãn người thù thắng, gọi là con người đạt được pháp nhãn, chính là con người đã chứng đắc
cái gì? Chứng đắc thánh quả. Nhớ, chúng ta nhớ một cái bài kinh mà cái bài kinh mà tham chắc các bậc tịnh á mà thầy Kiều Trần Như anh nhắc qua đây nhá, lần đầu tiên ngài giác ngộ đạt được pháp nhãn, tức là pháp nhãn này nó lên một cái nhìn của trí tuệ, một cái hiểu biết thấy bằng trí tuệ, mà thấy bằng trước trí tuệ cái gì? Trí tuệ được hiểu biết về khổ, hiểu biết về cái sự diệt khổ, hiểu biết về sự chấm dứt khổ, hiểu biết rõ ràng về con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Hay cái pháp nhãn này chính là hiểu và biết giác ngộ được các pháp hữu vi, nó là vô thường, các hữu vi là khổ não, các pháp là vô ngã. Và cái pháp nhãn này thấy được ngũ uẩn sắc tử hành thức là chỉ là sự hội tụ, sự hiệp hội do cái gì? Nếu mà do sắc thì do tứ đại nó tạo thành, hay là nếu mà ở cõi mà ngũ uẩn thì do cái gì? Do danh và sắc tạo thành một chúng sinh có sắc thọ tưởng hành thức uẩn, chứ không phải là tôi là sư Tuyền, đây là Quách Tha Ná, cô A, cô B, cô C, cô Ái Minh, cô Diệp Quỳnh, rồi cô này cô đó, là cái đó là cô đó à? Chẳng phải định danh thôi. Chúng tu ở Việt là ngũ uẩn nói chuyện với ngũ uẩn. Cái nhìn đó, cái nhìn của pháp nhãn đó, cái nhìn đó, cái nhìn của pháp nhãn đó. Bởi vì sao? Chúng ta không còn chấp nữa. Cái nhìn không bằng cái nhìn của chấp hữu chấp ngã, mà cái nhìn của cái gì? Của cái giác ngộ. Thì như thế chúng ta gọi là cái pháp nhãn. Mà khi chứng đắc pháp nhãn là người thù thắng, thì là người đó đã không còn sanh tử, không còn cái khổ đau ở trong cuộc đời này. Xin lỗi, thì để chúng ta nói ly tham, nãy chúng tôi chưa đơn giản cái ly tham. Đặc biệt cái ly tham, lý thù thắng thì chúng ta thấy từ đây lý thù thắng đều là bốn câu lý thù thắng, bốn câu tức là bốn câu khổ tập diệt đạo đó. Dạ. Thì từ đây lý thù thắng đó thì ở đây là cái gì? Chattaropada tức là bốn câu đó tức là được biết tức là Sacca năng, Sacca đệ Sacca năng Chattaropada. Bada là câu cũ, tức là bốn cái câu đúng lý thật, tứ đế lý thù thắng. Dạ. Thì cái bản dịch của chúng tôi gặp được thì nó là tứ đế lý thù thắng. Tổ cao tổ tường. Rồi bây giờ cái chỗ mà ly tham pháp thù thắng, tại sao ly tham pháp thù thắng? Bởi vì nếu như mà coi như là cái có một con người ly tham, tức là con người không còn cái sự đau khổ, không còn một sự chấp hữu chấp ngã trên cuộc đời này, con người không còn chấp hữu chấp ngã trên cuộc đời này, đó chính là con người ly tham, hay là con người đã diệt trừ được cái gì, được dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, hay là con người diệt được cái gì, diệt được cái gì là tham thật kiến ở mạng, sân tật lận hỏi, vô tà vũ phóng vật, người đó đã được diệt trừ hết, hay là tham thật kiến ở mạng, đóng cách căn bản hơn, đã được diệt trừ. Mà ly tham, thế nào là người ly tham? Kính thưa toàn thể quý vị, bậc tứ đạo tự hòa mới là con người ly tham. Mà pháp thù thắng ở đây tức là pháp gì? Tức là pháp lạc hay trạng thái thực tịnh vắng lặng. Đó tức là pháp đã được thành tựu. Đó chính là niết bàn. Mà giữa các lồi hai chân nói rằng pháp nhãn ở đây có nghĩa là người đã thành tựu được đạo quả niết bàn, nhìn thấy đạo quả niết bàn do cái ly tham, do cái nhìn thấy bản chất sự thật của cái gì, của cuộc đời chúng ta nói chung luôn, của tam giới, của sự thật trên cuộc đời này, của các pháp hữu vi. Các pháp hữu vi là cái gì tạo tác, cái gì duyên khởi, cái đó nó vô thường. Cái gì tạo tác, cái gì duyên khởi, cái đó nó khổ não. Mà tất cả các pháp nói chung nó là vô ngã. Sabbe dhamma anatta, sabbe sankhara dukkha, sabbe dhamma anatta, tất cả pháp vô ngã. Chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp. Thấy được các hành nó là vô thường, thấy được các pháp nó là sanh, nó là diệt.
và từ cái chỗ thấy được cái sự sanh sự diệt của các pháp thì mới thấy được cái sự tịch tịnh, tịch tịnh vi lạc. Đối với các pháp hành nó không có thường, mà nó phải có sanh có diệt. Thì cái nhìn của pháp nhãn, cái nhìn của ly tham, hay cái nhìn đó gọi là cái thù thắng đó, tức là cái gì, nhìn thấy được các pháp nó sanh nó diệt thì vẽ mới ly tham. Mà vẽ ly tham thấy được cái sự sanh diệt và thật sự nhàm chán và thật sự chứng đắc, thì khi đó thì pháp nhãn khởi sanh lên trong lòng của anh nhá, con đây nhá, tức là của A Nhã Kiều Trần Như, tức là người đầu tiên trong năm anh em Kiều Trần Như đã khởi sanh, pháp nhãn đã khởi sanh lên trong lòng của anh nhã con nhát, anh nhã con đây nhá của Kiều Trần Như. Hoặc ít nhất cái pháp nhãn này cũng là cái pháp nhãn của sơ đạo, của sơ quả, của nhị đạo, của nhị quả, của tam đạo, của tam quả và của tứ đạo tứ quả. Khi đã ly tham một cách hoàn toàn thì thực đầy đủ pháp thù thắng, thì ít nhất có pháp nhãn khơi lên là thấy được niết bàn lần đầu tiên, thấy được niết bàn lần thứ hai, thấy được niết bàn lần thứ ba và thấy được niết bàn lần thứ tư. Là ý đó ở đây có nghĩa rằng vị ấy bằng cái gì, bằng cái sự, bằng cái trí tuệ parami, hay là bằng cái trí tuệ mà chúng ta gọi là cái trí tuệ mà bá la mật của mình, cái trí tuệ mà tu tập, hay là cái sát tí xâm bá chay nhá, cái xâm bá chay nhá này là cái gọi là cái tỉnh thức, hay cái viên mãn, hay cái nó vẹn toàn đó, thì chúng ta chấm dứt cái sự sinh tử khổ đau trong cuộc đời này. Cho nên ở trong tất cả cái điều mà chúng ta nhớ, khi mà hiểu được cái Phật pháp, các pháp này sanh ra đều là cái gì, do cái duyên nó trợ nó tạo. Nhiều con đường, phải biết rằng chỉ con đường bát thánh, và các lý chỉ có cái lý tứ đế là cao cả nhất, cái sự thẩm thâm, cái sự vi diệu, mà nó khác hơn là cái mà chúng sinh chỉ có khổ, chỉ có nguyên nhân sinh khổ, thấy biết không, biết sợ không, quên, nó chạy theo cái sự ăn mòn do cái gì, do cái phiền não tiềm miên của mình. Bây giờ sợ khổ nhưng mai mốt hết sợ, tự nhiên thấy cái lạc cái quên hết trơn. Dạ, bởi vì thấy cái lạc quên hết trơn cho nên vẫn sinh tử trầm luân. Dạ, chúng ta không bao giờ biết ly tham khi chúng ta mất đi, chúng ta ước cầu ước mong, mà chúng ta, hoặc là chúng ta ly tham trong cái gì, trong cái chúng ta đang có, chứ không phải là cầu mong nữa kìa. Cầu mong cái nó chưa có, mà cái người đã có và biết buông bỏ, biết ly tham nó hay lắm. Dạ. Và ở đây cuối cùng là cái gì, nói giữa các loài hai chân, tức là nói về cái sự tu tập của chúng sinh con người, ở cõi người, thì có gì đối với cái người mà đạt được cái pháp nhãn chính là người thù thắng. Mà người thù thắng đó chính là ở đây là người đã nhìn thấy được các pháp nó vô thường, các pháp nó khổ não, các pháp nó vô ngã, hay nhìn thấy được cái sự sanh sự diệt của danh và sắc pháp, hay được thấy được cái sự sanh sự diệt của ngũ uẩn, thì người ấy thành tựu cái pháp nhãn. Cho nên vì vậy cái sự tu tập đó gói gọn ở trong bốn cái lý này, bát chánh lý thuộc gọi là bát chánh con đường, và lý là tứ đế, và cái pháp thù thắng đó là ly tham, và con người thù thắng là con người phải thấy được, phải chứng được ít nhất cũng sơ dị tam tứ đạo trong bốn tầng thánh, và vì ấy chứng đắc được, thì như thế mới gọi là cái pháp nhãn. Chứ còn ba cái chuyện mà nhìn thấy cái mình tu tập bao nhiêu năm mà không chứng đắc, hay chúng ta nhìn thấy một cái gọi là nhìn thấy một cách bình thường, biết đời là khổ mà mê thời vẫn mê, là tại sao như vậy? Bởi vì cái phiền não tiềm miên ngủ ngầm của chúng ta quá nhiều và chúng ta không có định vị nó. Và thì kính thưa quý vị, chính là đây mà chúng ta phải biết rõ ràng, chỉ có một con đường duy nhất đó chính là con đường bát chánh đạo. Chỉ có một cái lý thù thắng nhất, đó chính là lý tử đế. Chỉ có một pháp thù thắng, đó chính là ly tham pháp thù thắng. Và chỉ có con người thù thắng, đó chính là con người thành tựu pháp nhãn. Thấy như thật, thấy như thị. Thấy như thị, thì như thị là cái gì? Các pháp vô thường sanh diệt, hay là các ngũ uẩn là sanh diệt, ngũ uẩn là vô thường, là khổ, là vô ngã. Dạ, nó chỉ là như thế. Dạ, kính bạch quý nghe, kính thưa toàn thể quý vị, xin có điều trình bày qua cái câu pháp cú số 200
73 là như vậy, mà và ngày mai ngày mốt ngày kia chúng ta sẽ được nghe Chư Tôn Đức Tăng quý ngài sẽ trình bày nhiều lý pháp hơn nữa siêu qua cái con đường bạc chánh này. Kính dâng phước lành đến Đức Trời Đại Thích Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp. Kính dâng phước lành này đến các vị chư thiên, các vị chư vị giác linh, chân linh, ký linh tại Quảng Nghiêm. Xin tất cả quý vị hưởng phước này được an lạc, được tấn hóa, và hướng nguyện phần phước này đến ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của chúng tôi, cũng như quý vị ở kiếp hiện tại này, cũng như đi nhiều đời nhiều kiếp được an lạc, được tấn hóa, và cuối cùng được thành tựu là cái sự chấm dứt khổ đau sanh tử. Và kính chúc quý vị vô lượng an lạc. Nam mô Bổn, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Dạ, sau khi xin thứ, chúng con kính tri ân Thượng Tòa Tự Viện đã giảng bài pháp cú số 203. Ngày hôm nay cho chúng con được nghe, hiểu rõ để cố gắng học lại hơn, cho được sự lợi ích. Nhà chúng con kính tri ân Thượng Tòa, và con kính thỉnh Thượng Tòa Minh Nguyện chúc phúc cho bên chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính lễ đến sư. Phật tử sắp âm mang lang ra khan tu sắp về đề và tử sắp âm bồ tát nữ pha về đa sa đa sa thi phong văn tu tề Phật tử sắp âm mang lang ra khan tu sắp về đề và tử sắp âm hàm ma nữ pha về đa sa đa sa thi phong văn tu tề Phật tử sắp âm mang lang ra khan tu sắp về đề và tử sắp âm sang kha nữ pha về đa sa đa sa thi phong văn tu tề tất cả.